chương 261, liền vượt hai cái tiến hóa trình tự. Xuy suy suy Tử vong rừng rậm, đinh châu không ngừng xoay tròn. Màu ngân bạch quang mang đại tác, những cái đó quang mang, điên cuồng hướng tới thủ kén trung chui vào. Mỗi một đạo quang mang trung, đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ năng lượng. Đương những cái đó năng lượng xuyên thấu thủ kén, toàn bộ vọt vào dịp bắt thân thể khi, dịp bắt có thể rõ ràng cảm giác được, khi đáng sợ năng lượng, hóa thành từng cây thật nhỏ đường cong. Ở chính mình trong kinh mạch, trong máu điên cuồng xuyên qua thân thể mặt ngoài. Từng đạo da rắn lột ra, cho tới bây giờ, lột da số lần, đã đạt tới một ngàn nhiều lần. Mà đen nhánh thân thể, ở màu ngân bạch quang mang gột rửa hạ, bắt đầu dần dần trở nên trắng bệch. Răng rắc, răng rắc. Dịp bắt thân thể vô pháp nhúc nhích, ý thức lại là vô cùng rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái đó màu bạc quang mang tiến vào thân thể, dung nhập đến gian xiền xích trung sau, đang ở không ngừng ảnh hưởng kia đen nhánh xiền xích, không ngừng nứt toạt, trọng tổ. Đương nhiên, Linh Châu quang mang, chỉ là trong đó một cái. Lần này tiến hóa, chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì gian điểm số chợt ních. Thời gian còn ở tiếp tục trôi đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thân thể không ngừng biến đại. Ba trăm mễ, bốn trăm mễ, năm trăm mễ, thân thể làn da mặt ngoài nhan sắc đã hoàn toàn thay đổi, từ ngay từ đầu thuần màu đen trở nên trắng bệch, đến cuối cùng biến thành màu ngân bạch, chỉ là đơn giản chiếm cứ ở nơi đó trong thân thể phản phất là có thể đủ phóng xuất ra lóa mắt quan mang tới. Hô hô. Diệp bắt mồm to hút khí. Loại này lực lượng, loại này tiến hóa tốc độ, thật là không thể tưởng tượng a. À. Ta cảm giác hiện tại mỗi một cái hô hấp, đều mang theo dời non lấp biển lực lượng, so với tiến hóa phía trước, ít nhất tăng lên gấp trăm lần đều không ngừng, liền tính đối mặt một chi mười vạn nhân loại tổ kiến thành quân đội vây công, cũng có thể đủ dễ dàng đạt được thắng lợi. Trong lòng âm thầm nghĩ. Bốn ngày. Năm ngày. Rốt cuộc, Diệp bắt cảm giác được thân thể của mình, phản phất khôi phục một tiêu tri giác. Trong ánh mắt đại hỷ. Hệ thống, lần này tiến hóa hoàn thành sao? Ta cảm giác chính mình đã hoàn toàn thay đổi, xem như thoát thai hoán cốt giống nhau. Xuy suy. Diệp bắt phun ra tinh tử, thanh âm thế nhưng còn mang theo một tia run rẩy. Chúc mừng ký chủ tiến hóa xong. Dùng một lần hoàn thành hai lần gian tiến hóa. Hơn nữa ở tiến hóa trong quá trình, bởi vì thân thể yêu cầu, hấp thu đại lượng linh châu lực lượng, hiện tại ký chủ, so với phía trước thực lực tăng cường 100 lần. Hệ thống thanh âm ngay sau đó truyền ra. Hấp thu linh châu lực lượng. Trên thực tế, điểm này, Diệp Bắc là phi thường ngoài ý muốn. Đương tiến hóa bắt đầu lúc sau, hắn cũng chỉ là phát hiện đại lượng linh châu ở thụ kén chung quanh vần quanh bay múa, cảm thấy có chút kỳ quái, căn bản không nghĩ tới lần này tiến hóa, sẽ làm linh châu cũng trộn lẫn hợp tiến vào. Bất quá sự tình đã phát sinh. Hiện tại Diệp Bắc căn bản không có tâm tình đi để ý tới Linh Châu, Mảng đầu óc đều là hiện tại lực lượng của chính mình rốt cuộc rất mạnh. Một trăm lần. Như vậy cường. Nếu tiến hóa xong nói, kia cũng là thời điểm nên đi ra ngoài. Suy suy. Phung tinh tử, cơ bắp tại đây một khắc bắt đầu mãnh liệt co rút lại. Xôn sao. ầm ầm ầm. Ngay sau đó, một cổ bàn bạc lực lượng, trực tiếp từ hắn ở trong thân thể bạo phát ra tới. Tử vong rừng rậm bên trong, thật lớn thanh âm xuất hiện. Màu ngân bạch quang mang giống như từng đạo sắc bén đao mang, điên cuồng từ thủ kén trung nổ bắn ra ra tới, thật lớn thanh âm vang vọng, trong nháy mắt, toàn bộ thủ kén đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Những cái đó màu trắng da rắn, tại đây loại nổ mạnh trung, cũng toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Suy 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 suy. Đương dịp bắt xuất hiện lúc sau, chung quanh những cái đó cây mây toàn bộ đều lui tan qua đi. Bất quá toàn bộ tử vong rừng rậm bên trong cơ thể sống thụ, cơ hồ đều ở cùng thời gian, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực dao động. Chúc mừng vương. Chúc mừng vương tiến hóa thành công chúc mừng vương tinh thần lực dao động hội tụ thành vì như vậy thanh âm ở dịp bắt trong đầu xuất hiện ân đều đẩy ra lưu ra một cái đất trống cho ta suy suy dịp bắt phun tinh tử bởi vì hóa hình năng lực hiện tại hắn đem thân thể của mình khống chế ở 100 trăm mét phạm vi kế tiếp hắn muốn thử xem hiện tại chính mình rốt cuộc rất mạnh là là xôn xao cơ thể sống thụ nhanh chóng thối lui ở tử vong rừng rậm trung tâm vị trí để lại một mảnh đất trống liên tục vượt qua hai cái trình tự gen số tiến hóa đồng thời đạt được tiến hóa điểm số càng là làm thân thể tăng cường rất nhiều lần như vậy hiện tại thân thể của ta còn có thực lực tới đạt tới loại nào nông nổi suy suy diệp bắc phun tinh tử trăng rắc trăng rắc nói chuyện thời điểm vô cùng đáng sợ lực lượng từ thân thể hắn bên trong phóng xuất ra tới trong thân thể xương cốt ở tăng đại khi trăng rắc trăng rắc rung động xa lát kéo chung quanh những cái đó cơ thể sống thực vật cảm nhận được diệp bắc cường đại hơi thở sau Cành khô cùng lá cây không ngừng va chạm, phát ra xa lát kéo thanh âm, phản phất là đối diệp bắt lực lượng cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi. Đầu tiên chính là biến đại. Từ thủ kén trung ra tới khi, diệp bắt thân thể là 100m trường, giải trừ rất hóa hình năng lực sau, thân thể điên cùng bắt đầu bạo trướng lên. 150m 200m mét, 280m mét, 300m 350m 500m 550m đương thân thể ước chừng tăng trưởng tới rồi 550 mẻ thời điểm, lúc này mới đình chỉ xuống dưới. Thật lớn thân thể, mang đến chính là vô cùng khổng lồ lực lượng, dịp bắt cảm giác, lấy hiện tại chính mình thân thể này bộc phát ra tới lực lượng, nếu là phía trước có một chiếc xe tăng nói, đều có thể nháy mắt chụp thành một khối môn ném đĩa. Này thân thể chiều dài không tồi. Bất quá, nếu dựa theo như vậy tiếp tục tiến hóa đi xuống nói, trở thành trong truyền thuyết nuốt thiên cự mãn, thật là có bao nhiêu đại. Suy suy, dùng tinh thần lực lĩnh vực cảm thụ được hiện tại thân thể chiều dài, ngay cả Diệp Bắc chính mình, đều cảm giác được khiếp sợ không thôi, 550 mễ lớn lên xà. Ai dám tin tưởng? Phải biết rằng nhân loại sở cư trú bình thường biệt thự, cũng mới 4-5 mét tả hữu. Diệp Bắc hiện tại này hình thể, sau đảo quốc ung ra mần bên trong những cái đó quái vật cũng không biết muốn lớn nhiều ít lần. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc tiếp tục bắt đầu phóng thích giả thân thể. Đường kính 3 mét. Đường kính 5 mét. Đường kính 10 mét. Đường kính 15 mét trong nháy mắt. Diệp bắt đường kính thế nhưng biến thành 15 mễ. 550 mễ chiều dài, đường kính 15 mễ. Nếu Diệp bắt lấy loại này tư thái tiến vào nhân loại thế giới nói, phỏng chừng toàn nhân loại đều sẽ mộng bức, đương nhiên nếu biến dị giả thú đàn nhóm nhìn đến nói, đồng dạng cũng sẽ chấn động không thôi. Khó có thể tin thân thể cường độ. Kia, hiện tại thân thể này cái khác phương diện tố chất lại là như thế nào? Hô hô. Diệp bắt hít sâu một hơi, càng thêm cảm giác được hưng phấn chỉ cần là thân thể chiều dài cùng đường kính đều đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, như vậy chỉnh thể phương diện biến hóa còn nhỏ sao? Làm thân thể biến thành trạng thái bình thường. Chiếm cứ khắp nơi tử vong rừng rậm trung tâm vị trí. Tinh thần lực lĩnh vực khuếch tán, đương diệp bắt bắt đầu quan sát thân thể này thời điểm, hai mắt đột nhiên liền trừng lớn lên, hiện tại thân thể này tình huống, viễn siêu chính mình tưởng tượng A, thậm chí so trong tưởng tượng càng cường. Chương 262, tiến hóa xong cùng hoàn toàn mới thân hình. Hai lần gian tiến hóa năm lần tiến hóa điểm số chật ních, thân thể tố chất tăng lên. Phía trước ở thủ kén trung, Diệp bắt sử dụng hóa hình năng lực, vô pháp hoàn chỉnh quan sát đến chính mình thân thể chỉnh thể tình huống, nhưng là hiện tại bất đồng, toàn bộ phóng thích lúc sau, này thân thể tình huống, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. 550 mễ lớn lên thân thể. Đường kính 15 mễ. Thân thể hiện ra màu ngân bạch, ở những cái đó Linh Châu phóng xuất ra tới quang mang chiếu rọi xuống, hoặc nhìn vô cùng lộng lẫy. Phía sau lưng thượng những cái đó gai xương, giống như lưỡi dao sắc bén mỗi một cây gai xương mặt trên đều đường công rõ ràng dùng lĩnh vực năng lực xem nói diệp bắt thậm chí phát hiện này mặt trên phản phất có khắc rất nhiều kỳ quái phù văn những cái đó phù văn như là giữ tận quái vật như là quỷ vẽ bùa như là ác ma chi mắt vô cùng quỷ dị thần bí tản ra kỳ quái lực lượng trống diệp bắt há mồm một tiếng gầm nhẹ suy 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 ngay sau đó phía sau lưng thượng những cái đó bạc thứ toàn bộ đều dựng đứng lên mỗi một cây thứ đều vô cùng sắc bén hàng quan không ngừng, hơn nửa chiều dài đạt tới 5 mét, liền tính là thiết khối, giờ phút này Diệp bắt đều có cũng đủ tự tin, đều có thể đủ nháy mắt tước thành mảnh nhỏ. Đâm sau lưng cũng biến cường không ít, so với phía trước, ít nhất cường đại mười mấy lần đều không ngừng. Xuy suy, suy. phun tinh tử, đối với gai xương tiến hóa lúc sau hiệu quả, tương đương vừa lòng. Trừ cái này ra, thân thể mặt ngoài làn da, toàn bộ đều là màu ngân bạch, làn da mặt trên, hoa văn rõ ràng, trơn bóng đồng thời, thoạt nhìn không gì chặn được, nhân loại viên đạn căn bản vô pháp tại đây làn da mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hơn nữa, còn có một chút, làm dịp bắt tương đương kinh ngạc cảm thán Chính mình bụng, thế nhưng xuất hiện bốn cái thật lớn hình tròn ám điểm. Nơi đó nhan sắc, sau cái khác bộ vị muốn thâm một ít. Căn cứ phỏng đoán, tự hồ vừa lúc là mọc ra tứ chi hợp lý vị trí. Chẳng lẽ tiếp tục tiến hóa nói, còn hội trưởng ra tay chân tới không thành. Hệ thống, đem ta mới nhất số liệu mở ra nhìn xem. Thân thể trên cơ bản đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, Diệp Bắc Hoài chấn động tâm tình nói. Trước cuộc cụ thể lực lượng số liệu, vẫn là từ kia giao diện mặt trên thu hoạch, hơn nữa lời nói lại nói trở về, Diệp Bắc đã thời gian rất lâu không có đi xem chính mình mới nhất tư liệu. Là, ký chủ. Hệ thống trả lời. Ngay sau đó, ở Diệp Bắc phía trước, trực tiếp sáng lên một khối chỉ có hắn mới có thể xem tới được ánh huỳnh quang màn hình lớn. Vô hạn tiến hóa hệ thống. Tên họ, Diệp Bắc. Trung cấp chủng loại, ngân bạch ti tan mãn, tuyển cổ sinh vật, trong truyền thuyết tồn tại tuổi một tuổi thọ mệnh một ngàn năm ti tan mãn đệ tứ giai đoạn tiến hóa gian số 25, mươi lăm năm nghìn toàn giai đoạn vì bảy cái trước mắt ký chủ hoàn thành ba cái cái tiến hóa điểm số năm nghìn một không không tiến hóa điểm số gia tăng hình thể cùng với các đại thân thể số liệu không hề cung cấp giống loài phương thức tiến hóa cấp bậc lv 3 thăng cấp sau nhưng thay đổi gian mại hướng càng cao trình tự xà hình giống loài ngôn ngữ sinh vật thông dụng ngôn ngữ làm lơ lĩnh vực phạm vi, chỉ cần có thể trò chuyện, là có thể câu thông. Năng lực, toàn bộ răng nọc, phun hỏa, dưới nước tự do hành động, cường hóa hai lần, sống thứ, năng lực ban cho, viên đạn thời gian, hình thể hóa hình. Sứ đồ, năm, sử dụng số lượng 3, phân biệt vì vương văn, kim sư tử, huyết nguyệt. Bảo vật, túi càng khôn, có được 20 km vuông sử dụng diện tích. Lãnh địa, đường kính 100 km, lấy ký chủ sở tại điểm vì trung tâm, tinh thần lực bao trùm phạm vi toàn vì lãnh địa chiều cao, 550 m Thân thể bình quân đường kính, 15 m Thân thể kháng áp lực lượng, 500 cấp. Tốc độ, 200 m một giây. Lực lượng, 500 t, có thể dễ dàng đỉnh khởi 260 t trọng lượng. Thể trọng, 1.000 tấn. Khí huyết giá trị, 100, 100. Thân thể bị hao tổn giá trị, 100, 100. Tinh thần lực cường độ, 100, 100. Nhiệm vụ 1, xà tộc số lượng phát triển đến một vạn điều, nhiệm vụ khen thưởng, tiến hóa gen số 100. Nhiệm vụ 2, giải cứu mẫu xà, nhiệm vụ khen thưởng, tiến hóa gen số 200. Nhiệm vụ 3, tiến hóa trở thành nuốt thiên cự mãn, khen thưởng kim cương bảo trương một cái. Hô! Đúng vậy, đây là dịp bắt mới nhất tin tức. Đương toàn bộ sau khi xem xong, dịp bắt thật sâu hô một hơi, trong ánh mắt mang theo vô cùng chờ mong. Hai mắt chắc gao nhìn chầm chầm kim cương bảo trương kia mấy chữ. Phía trước thời điểm, vẫn luôn là đạt được đồng thao, bạc trắng, hoàng kim, bạch kim bảo trương kim cương bảo trương vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nếu là càng cao trình tự bảo trương bên trong đồ vật diệp bắt không cần suy nghĩ liền biết có bao nhiêu trân quý may mắn hiện tại gian tiến hóa điểm số không cao lắm cắn nuốt một người biến dị nhân loại liền sẽ đạt được một cái gian điểm số năm nghìn điểm số cũng liền năm nghìn danh biến dị nhân loại mà thôi bất quá tiến hóa điểm số phương diện có biến hóa so với phía trước trực tiếp viên gấp mười lần suy suy phung tinh tử diệp bắt lẩm bẩm tự nói thân thể chiều dài đường kính, lực lượng, kháng áp, thể trọng, tốc độ toàn bộ đều có thật lớn biến hóa, thậm chí ngay cả xưng hô, đều không hề là bình thường ti tan mãn, mà là biến thành ngân bạch ti tan mãn. Nhất đáng giá nhắc tới chính là, dịp bắt hiện tại thanh âm, sẽ làm lơ chướng ngại. Nói cách khác không cần lĩnh vực, chỉ cần phát ra âm thanh, hơn nữa hy vọng đối phương nghe được, đối phương là có thể nghe được. Kia, hiện tại thân thể này, rốt cuộc rất mạnh đâu. Nếu tìm một chỗ, có thể biểu thị một chút thì tốt rồi. Suy suy, Diệp Bắc tiếp tục phun tinh tử. Nói chuyện thời điểm, hai mắt hiếp lại, cặp kia lạnh băng đôi mắt, ở tử vong trong rừng rậm không ngừng bắn phá. Nơi này toàn bộ đều là rậm rạp cơ thể sống thực vật. Bất quá, chỉ cần không hủy diệt bọn họ căng cần, chúng nó liền sẽ bằng mau tốc độ lại lần nữa sinh trưởng lên. Tử vong rừng rậm chắc là tốt nhất thực nghiệm địa phương, trước thử xem lại nói. Trống. Trong miệng bột phát ra một tiếng gầm nhẹ. Răng rắc, răng rắc. Ở trong thân thể cơ bắp nhanh chóng mất máy, linh hoạt cơ bắp, kéo xương cốt, răng rắc, răng rắc thanh âm đều xuất hiện. Vèo. Đương cơ bắt bùng nổ lúc sau. 200 m một mễ tốc độ, nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó, dịp bắt kia thật lớn thân thể, thế nhưng ở tử vong trong rừng rậm, hóa thành một đạo màu trắng bạc, giống như mưa to thiên trung to lớn tia chớp, mang theo hủy diệt tính năng lượng. Trào rạc trào. Cảm nhận được dịp bắt này cường đại hơi thở. Tử vong rừng rậm, những cái đó cơ thể sống thực vật nhóm, tức khắc cảm giác được vô tận sợ hãi, lá cây, thủ công toàn bộ đều điên cuồng lay động lên, phát ra rào rạc rào thanh âm, tự hồ là ở hướng Diệp Bắc sinh tha. Ầm ầm ầm. Nhưng là, tiếp theo cái nháy mắt, Diệp Bắc thân thể này điên cuồng ở tử vong rừng rậm bên trong thổi quét. Ầm 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 tiếng nổ mạnh, liên tục không ngừng xuất hiện. Vô số vụn gỗ ở không trung bay múa. Thậm chí bởi vì cỏ sát tốc độ quá nhanh, sinh ra màu đỏ sậm ánh lửa. Này phiến thiên địa, giống như tận thế buông xuống giống nhau. Chương 263, thí nghiệm chỉnh thể thực lực thể trọng, hơn nữa di động tốc độ. Hai người xác nhập lên nói, tạo thành thương tổn, tuyệt đối là trình bội số dâng lên. Liền giống như một chiếc xe đồ chơi cùng một chiếc xe hơi nhỏ, lấy đồng dạng tốc độ đi tới. Không hề nghi ngờ, xe hơi sinh ra động lực viễn siêu xe đồ chơi mấy trăm lần đều không ngừng. Thể trọng càng lớn, tốc độ liền càng khó tăng lên. Nhưng là, Diệp bắt có vô hạn tiến hóa hệ thống, căn bản không cần để ý điểm này. Tiến hóa lúc sau, tốc độ đạt tới 200m một giây, hơn nữa thật lớn mà cứng rắn thân thể, một đường nghiền áp, căn bản không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản đến hắn, nơi đi qua, đều là hủy diệt. ầm ầm ầm. Xôn sao? Diệp Bắc chỉ là ở đơn giản lao tới mà thôi. Ở tử vong trong rừng rậm, qua lại lao tới. Thân thể giống như một đạo màu ngân bạch tia chớp, phía sau ánh lửa, vụn gỗ, bụi đất vẫy ra. Một phút. Năm phút. Gần chỉ dùng năm phút thời gian, toàn bộ tử vong rừng rậm, thế nhưng đều bị Diệp Bắc sang thành bình địa, trên mặt đất, bất luận cái gì một gốc cây cơ thể sống thực vật đều nhìn không tới, thậm chí liền mặt đất, đều để lại rậm rạp khe rảnh dấu vết. Bất quá, Diệp Bắc cũng không có dừng lại, vẫn cứ ở cao tốc di động tới. 20 phút. 1 giờ. Thân thể thế nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì mệt nhọc. Tử vong rừng rậm trên mặt đất, lại là đã bị hoàn toàn nghiền áp một lần, một mảnh hỗn loạn, những cái đó cơ thể sống thực vật căng cần, điên cuồng hướng tới dưới nền đất trốn tránh, sợ bị Diệp Bắc lực lượng cấp lan đến gần. 3 cái giờ thân thể như cũ không có cảm giác mệt nhọc giác hô lúc này diệp bắt mới đình chỉ xuống dưới trong miệng thật sâu hô một hơi tốc độ 200 phút một giây liền giống như nhân loại bình thường hành tẩu tốc độ giống nhau chỉ cần bổ sung cũng đủ nhiều năng lượng thích hợp nghỉ ngơi căn bản sẽ không có mỏi mệt tình huống sinh ra gần chỉ là bằng vào thân thể này loại này tốc độ một khi đi nhân loại sở cư trú thành thị trung cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có thể mang đến tai họa thật lớn a suy 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 đình chỉ xuống dưới sau Diệp Bắc phun tinh tử, thấp giọng cảm khái lên. Vô hạn cắn nuốt, trong thân thể đã sớm dự trữ vô tận năng lượng nguyên, giữa mày trung cái kia hình tròn hạt châu, càng là càng thêm sáng ngời, Diệp Bắc cảm thấy, lấy chính mình hiện tại thân thể cường độ, bảo trì loại này di động tốc độ, ít nhất có thể liên tục liên tục 3 ngày trở lên. "Hảo, kế tiếp nói, liền thử xem sống thứ năng lực đi." Đáng tiếc này đó cơ thể sống thực vật toàn bộ đều cấp nghiền nát, nói cách khác, dùng chúng nó tới thử xem liền càng tốt. Diệp Bắc lắc đầu. "Trầm" ầm ầm ầm. Nói chuyện khi, phía sau lưng thượng, những cái đó 5 mét dài hơn sống thứ lập lòe quang mang chói mắt. Thân thể bộ phận chiếm cứ, mặt khác một bộ phận vặn vẹo, dùng mặt trái, hung hăng trên mặt đất một hoa. Tức khắc, tử vong rừng rậm trên mặt đất, trực tiếp bị kia sắt bén lưng, cắt ra một đạo hơn 30 mễ thâm khẩu tử, thậm chí toàn bộ tử vong rừng rậm đều ầm 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 chấn động lên. Lúc này, hệ thống thanh âm càng là không chút khách khí ở diệp bắt trong đầu vang vọng. Ký chủ, đình chỉ thí nghiệm sống thứ. Trừ phi ngươi muốn đem toàn bộ túi càng không cấp biến thành mảnh nhỏ. Gì? Nghe đến đó, Diệp Bắc thân thể hơi chút sửng sốt. Chính mình hiện tại lưng, có thể đem túi càng không đều cấp biến thành mảnh nhỏ. Có lầm hay không? Nơi này chính là một phương không gian a. Chẳng lẽ có thể cường đại đến liền không gian đều có thể trảm toái? Ta à đây như thế nào mới có thể biết này sống thứ rất mạnh. Chấn động rất nhiều, Diệp Bắc ngừng lại, hỏi lại hệ thống một câu. 5 mét hậu thép tấm có thể trực tiếp chặt đứt, nói cách khác, nhân loại xe tăng đối với ngươi mà nói đều giống như đậu hũ khối giống nhau, đến nỗi chặt đứt không gian lực lượng, tạm thời còn vô pháp đạt tới, túi càng không thực đặc biệt, ngươi như vậy không ngừng trên mặt đất lưu lại dấu vết, thực dễ dàng đối này tạo thành vô pháp chữa trị phá hư. Hệ thống thanh âm thực lãnh. Hảo đi. Đối với sống thứ, Diệp Bắc xem như càng thêm vừa lòng. Tuy rằng vô pháp thí nghiệm xuất hiện ở rốt cuộc rất mạnh, nhưng là hệ thống cấp ra tới phán đoán, đã có cái cơ sở khái niệm, liền xe tăng đều có thể như là thiết đậu hũ cấp cắt thành hai nữa quan trọng nhất chính là các đức sợ hãi lực lượng hệ thống cấp ra tới cách nói là tạm thời vô pháp đạt tới nói cách khác theo không ngừng tiến hóa về sau một ngày nào đó hắn diệt bắt sống thứ cường đại đến liền không gian đều có thể cắt thành hai nữa ngẫm lại liền cũng đủ điên cuồng cũng đủ khủng bố a à. kế tiếp thử xem ngọn lửa năng lực đi hệ thống ta ở chỗ này sử dụng ngọn lửa nên sẽ không cũng có thể đem càng không không gian tất thiêu hủy đi diệt bắt phun tinh tử phi thường nghiêm túc hỏi đến Khi đảo sẽ không chỉ là sống thứ có uy hiếp mà thôi, cái khác năng lực tùy ý. Hệ thống thực nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Suy. Nói chuyện chi gian, dịp bắt mở ra miệng. Khi từng hàng chỉnh tề mà sắc bén hàm răng, mỗi một viên hàm răng, đều có một mét dài hơn, hoặc nhìn khủng bố đến cực điểm. Trống. Ít hầu trung, một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, phun hỏa năng lực, đột nhiên phát động, sau đó ở dịp bắt trong miệng, nháy mắt liền xuất hiện một cái một mét nhiều đường kính hình tròn hỏa cầu, bên trong màu đỏ sậm ngọn lửa không ngừng lưu động, đồng thời trong ngọn lửa còn có vô số kim sắc đường cong ở truyền lưu, hơn nữa đương loại này ngọn lửa cùng dịp bắt kia màu ngân bạch thân thể hình thành nhất thể khi, phản phất thật sự liền giống như thần minh buông xuống giống nhau. Suy suy suy. Tư tư. Trong miệng hỏa cầu không ngừng phóng đại. 2 mét. 3 mét. 5 mét. Trống. Vèo vèo vèo. Diệp bắt lại một lần rống giận, thật lớn hỏa cầu, đột nhiên vèo 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 từ hắn trong miệng nổ bắn ra ra tới, từ trong miệng phun ra nháy mắt, hỏa cầu hình thể điên cuồng tăng đại. 100 m 500 m 1000 m Xôn sao. Hỏa cầu, hóa thành vô cùng thật lớn ngọn lửa, trong nháy mắt, liền đem chung quanh toàn bộ hóa thành ngọn lửa, toàn bộ tử vong rừng rậm mặt đất, đều bị đốt thành đất khô cằn, trong không khí độ ấm, ít nhất có 1.000 độ trở lên, thiết khối đều có thể hòa tan. Thật là đáng sợ. Suy. Ngọn lửa phun trào xong, dịp bắt trường lớn con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói có loại này ngọn lửa, hơn nữa năng lực ban cho. Đến lúc đó toàn bộ biến dị giả thú quân đoàn, cùng nhau sử dụng phun hỏa năng lực nói, liền tính nhân loại vũ khí lại cường kia thì thế nào? Hoàn toàn không phải ở một cấp bậc A. Thậm chí giờ phút này Diệp Bắc hoàn toàn tin tưởng, liền tính thành niên sao trời xà từ phía chân trời mà đến, chính mình cũng có cũng đủ lực lượng, đưa bọn họ treo cổ. Thí nghiệm viên đạn thời gian. Đương tử vong rừng rậm biến thành một mảnh đất khô cằn sau, Diệp Bắc vẫn như cũ ở tiếp tục. Viên đạn thời gian trăng nọc. Hình thể hóa hình. Này một thí nghiệm, lại tiêu phí vài tiếng đồng hồ thời gian. Bất quá thí nghiệm xong sau, Diệp bắt trong lòng chính là hưng phấn đến không được, thân thể tố chất trở nên càng cường đại hơn, những cái đó còn chỉ là tiếp theo, lần này tiến hóa, cơ hội chính mình sở hữu năng lực, đều được đến toàn diện tăng lên. Tỷ như nói viên đạn thời gian, từ lúc trước 2 giây, trực tiếp tăng lên tới 5 giây. Tuy rằng mỗi một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng là loại này thời gian mặt trên, so với phía trước không biết cường đại rồi nhiều ít lần trăng nọc liền lợi hại hơn những cái đó độc tố rắn hổ mang độc tố rắn đuôi chung độc tố thần kinh độc tố vô số loại độc tố hỗn hợp ở bên nhau chỉ cần dính lên một tia trên thế giới này không có bất luận cái gì sinh vật có thể chống cự được năng lực ban cho lĩnh vực thông dụng ngôn ngữ trong nước tự do di động năng lực này đó cần thiết ở bên ngoài thực nghiệm mới được là thời điểm nên đi ra ngoài cũng không biết viện nghiên cứu nội hiện tại là cái tình huống như thế nào Xuy suy suy trên cơ bản thí nghiệm xong sau, Diệp bắt phun tinh tử, nói chuyện chi gian, thân thể hắn phía trước, lập tức liền xuất hiện một cái vạn vẹo không gian. Chương 264, không buông tay mễ quốc thám hiểm đội. Tử vong rừng rậm, nguyên bản chính là một mảnh ốc thổ. Tuy rằng bị Diệp bắt phá hư đến không thành bộ dáng, mặt ngoài thực vật, cái gì đều không có dư lại, thậm chí trong không khí kia cực nóng hơi thở, như cũ tồn tại. Nhưng là đương Diệp bắt đi ra ngoài lúc sau. Những cái đó ẩn sâu dưới nền đất căng cần, đó là nhanh chóng sinh trưởng lên ba một cây xanh đậm sắc cành cây đem đất khô càng cấp đẩy ra phát ra ba một tiếng chui từ dưới đất lên mà ra tư 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 ngay sau đó đại lượng cây mây cũng sôi nổi chui từ dưới đất lên toàn bộ tử vong trong rừng rậm toàn bộ đều là suy suy thanh âm bị phá hủy cơ thể sống thực vật bằng mau tốc độ lại lần nữa sinh trưởng ra tới bởi vậy liền có thể nhìn ra này đó cơ thể sống thực vật sinh mệnh lực rốt cuộc rất mạnh nếu lúc trước diệt Bắc không phải ở thực nghiệm trên đảo lợi dụng càng không không gian đưa bọn họ nhổ tận gốc, phỏng chừng vĩnh viễn đều không thể tiêu diệt. Sahara đại sa mạc. Kim xà hạt cát đã không thấy, nơi nơi đều là đen nhánh sắt đất khô cằn, thậm chí trong không khí, cái loại này nùng liệt mùi xăng nói cùng với cây cối thiêu đốt qua đi khí vị. Vốn dĩ chính là sinh mệnh vùng cấm sa mạc, tại đây đoạn thời gian, trở nên càng thêm hoang vu. Bất quá, này phiến phế tích phía trên, có một chi chuẩn bị sung túc bảy người thám hiểm đội, đang ở gian nan đi tới. Bảy người. Bốn nam tam nữ nam nhân thân thể vô cùng rắn chắc, phía sau cổng đại lượng tài nguyên, trong tay cầm dụng cụ càng là vô cùng tiên tiến, mặc dù là tại đây trên sa mạc, cũng có thể đủ tùy thời cùng ngoại giới tiến hành câu thông, lại còn có có năng lượng mặt trời nạp điện trang bị, căn bản không cần lo lắng nguồn điện hao hết. Này đó nữ nhân nhóm, tóc vàng mắt xanh, diện mạo phi thường xinh đẹp, một bên đi tới thời điểm, thế nhưng còn một bên không ngừng chụp ảnh. Tư đặc, chúng ta hiện tại tới có thể hay không quá muộn, khoảng thời gian trước, cơ hồ mỗi một ngày, đều có mấy trăm chi thám hiểm đội đi vào nơi này, nếu thật sự có cái gì phát hiện nói, đã sớm bị bọn họ cấp tìm được rồi đi. Một người kim sắc tóc nữ nhân, dùng di động quay chụp này phiến đất khô cằn, đi tới thời điểm, trên mặt mang theo rất nhiều nghi hoặc, hướng về phía bên cạnh một người cơ bắp đại hán nói. Hừ, những cái đó ngu ngốc nhóm, đều là lại đây tống cổ thời gian đi. Cách kéo, không cần quên mất, chúng ta chính là chuyên nghiệp, hơn nữa chúng ta nhiệm vụ lần này, là đã chịu mễ quốc chính phủ độ cao chú ý, chỉ cần phát hiện cái này đồ án, chúng ta liền phát tài. Tư đặt trong ánh mắt đầu tiên là xuất hiện một mặt khinh miệt, sau đó lộ ra hưng phấn thần sắc. Chính là kia con mắt đi. Trong sa mạc, như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật tồn tại? Ta thật hoài nghi Mỹ quốc chính phủ có phải hay không cố ý. Bị gọi cách kéo mỹ nữ, lắc lắc đầu. Nhưng là nói chuyện thời điểm, trong đầu không tự giác hiện ra cái kia thần bí đôi mắt đồ án. Không biết vì cái gì. Khi bọn hắn muốn tới Sahara sa mạc thám hiểm khi, Mỹ quốc chính phủ nhân viên tìm được rồi bọn họ, hơn nữa cho bọn họ một cái đồ án yêu cầu bọn họ ở trong sa mạc chỉ cần phát hiện cái này đồ án, là có thể đủ đạt được 700 vạn đô la tiền thuê, đối bọn họ mà nói, hạnh phúc không thể nghi ngờ là tới quá đột nhiên, thám hiểm cộng thêm tầm bảo, quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá! Mỗi lần nghĩ đến cái kia kỳ quái đôi mắt đồ án khi, cách kéo liền sẽ cảm giác thân thể bắt đầu phát lạnh. Loại chuyện này sao có thể cố ý? Hơn nữa Mỹ quốc chính phủ lần này tuyên bố nhiệm vụ phi thường nghiêm túc, mỗi một chi tới Sahara trong sa mạc thám hiểm đội, đều sẽ nhận được nhiệm vụ này, ai trước tìm được, ai là có thể bắt được tiền thưởng. Tư đặt liếm một chút khô khốc môi. Xem vận khí đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Trước cuộc trừ bỏ mễ quốc chính phủ ngoại, rất nhiều thế lực cũng đều tuyên bố nhiệm vụ, nếu có thể ở chỗ này tìm được một ít thực vật mảnh nhỏ hoặc là động vật thịt, mang về cũng có thể kiếm phiên. Cách kéo nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Chính là, nếu thật sự có tồn tại động vật nói, ta nhưng thật ra muốn nếm thử là cái gì hương vị, làm thịt ăn cũng không tồi. Đội ngũ trung, mặt khác nam nhân trầm giọng nói, không ngừng đi tới. Xuy suy Chỉ là, liền ở bọn họ bước nện bước, mộng tưởng phát tài khi. Đột nhiên ở bọn họ chính phía trước không gian trung, trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, bàn bạc hơi thở, điên cuồng từ kia lốc xoáy bên trong vọt ra, tử vong hơi thở, tùy ý lan tràn. Sau đó này chi tiểu đội tất cả mọi người lập tức đình chỉ xuống dưới. Tư đặt mở to hai mắt nhìn. Cách kéo mở to hai mắt nhìn. Này chỉ tiểu đội những người khác, toàn bộ mở miệng, trong mắt trường khởi, trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Trong tay nắm máy truyền tin, ở ngay lúc này đều quên mất mở ra. Bán cát. Đây là Hải Thị thận lâu sao? Ước chừng đi qua ba giây nhiều chung. Một người đội viên đột nhiên hô lên, thanh âm phát rung. Thiên nộp, không gian vặn vẹo lên, chẳng lẽ chúng ta muốn xuyên qua? Nơi này là gì thế giới đại môn? Một người mỹ nữ đội viên kinh hô, thực hiển nhiên, nữ nhân này đảo quốc manga anime xem qua, trung nhị hơi thở chật ních, thâm chịu độc hại. Không đúng bên trong giống như có thứ gì muốn ra tới, lui, đại gia mau lui lại. Tư đặt lấy lại tinh thần, thân thể rung lên, nhìn đến kia vạn vẹo trong không gian mặt, xuất hiện một cái màu trắng bóng dáng sao, hắn gầm nhẹ thời điểm, điên cuồng lui về phía sau lên. Trốn, chạy mau. Cách kéo thét chói tai. Xuy suy, ầm ầm ầm. Chỉ là, loại này thời điểm, bọn họ sao có thể thoát được rất? Vạn vẹo trong không gian mặt, suy suy thanh âm không ngừng, tiếp theo cái nháy mắt, một cái một mét lớn lên màu ngân bạch con rắn nhỏ, trực tiếp từ vạn vẹo không gian trung vọt ra ngay sau đó vạn vẹo không gian toàn bộ biến mất xà ngoại tinh giống loài ta là đang nằm mơ sao bất quá may mắn không phải rất lớn thám hiểm trong đội mặt những người này lui về phía sau rất nhiều nhìn đến một con rắn nhỏ sau bọn họ lập tức đình chỉ nện bước trăng rắc trăng rắc nội tâm vô cùng sợ hãi chấn động nhưng là di động lại là đối với cái kia màu ngân bạch xà không ngừng chụp ảnh trăng rắc trăng rắc thanh âm ở trong sa mạc vang vọng Ân. Đúng vậy, này màu ngân bạch con rắn nhỏ đúng là Diệp Bắc, đương hắn từ tử vong rừng rậm lại lần nữa xuất hiện khi, bởi vì lo lắng thân thể quá lớn, đem viện nghiên cứu cấp hủy diệt, vì thế đem thân thể loại nhỏ hóa, kết quả không nghĩ tới xuất hiện ở sa mạc mặt, mặt ngoài. Bá. Nhưng là, tiếp theo cái nháy mắt, Diệp Bắc liền phát hiện phía trước có bảy tên nhân loại, lại còn có ở đối với chính mình chụp ảnh. Tư tư. Thân thể hướng tới những nhân loại này phương hướng di động qua đi. Xuy suy. Trong miệng phun tinh tử nhân loại hiện tại là cái gì thời gian còn có các ngươi nhân loại thế giới trước mắt là tình huống như thế nào lạnh băng thanh âm từ dịp bắt trong miệng phát ra vang vọng tại đây chi thám hiểm đội 7 người bên tai thời điểm lại là vô cùng thuần khiết tiếng anh xà xà thế nhưng mở miệng nói chuyện vẫn là tiếng anh sao có thể loại chuyện này trước khi truyền thông trước nay liền không có báo đạo quá a à? rốt cuộc là biến dị giả thú vẫn là ngoại tinh sinh vật Xôn sao lần này thám hiểm đội bảy người, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũng, xưa nay chưa từng có sợ hãi ở bọn họ trong đầu xuất hiện, bất quá, ở sợ hãi rất nhiều, những nhân loại này liều mạng nắm máy truyền tin, muốn đem nơi này hết thảy, toàn bộ đều truyền lại đi ra ngoài. Chương 265, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sahara trong sa mạc, mặt trời lên cao. Hỏa giống nhau ánh mặt trời, rơi tại sa mạc, trong không khí một tầng tầng sóng nhiệt không ngừng. Chỉ là hiện tại sa mạc, hoặc nhìn có vẻ càng thêm hoang vắng. Kim sắc hạt các biến thành màu đen trong không khí đều tràn ngập nồng đậm tử vong hơi thở. Mà ở sahara sa mạc, trung tâm vị trí, một chi bảy người tạo thành thám hiểm tiểu đội đang ở cùng một cái màu bạc con rắn nhỏ đối cầm. Ngươi, ngươi là thứ gì? Ngoại tinh nhân sao? Một thân bảo khởi cơ bắp tư đặt, hai chân run rẩy, mở to đôi mắt, lấy hết can đảm đối với dịp bắt chất vấn lên. Xà hình thể không lớn, nhưng là vừa rồi từ vặn vẹo trong không gian mặt xuất hiện, chỉ cần là điểm này mang đến chấn động liền cũng đủ lớn. Quan trọng nhất chính là này bảy người toàn bộ nghe được rõ ràng, này xà nói tiếng Anh. Xà. Xà có thể nói chuyện. Thượng đế, ta cảm giác ta đây là đang nằm mơ. Nhất định là mộng không có tỉnh lại. Thiên nột, chẳng lẽ 51 khu sự tình là thật sự, trên thế giới thật sự có ngoại tinh nhân tồn tại. Không thể tưởng tượng. Có tư đặt đi đầu, tiểu đội mọi người, đều bắt đầu sôi nổi kinh hô lên. Nghe đến mấy cái này thanh âm, dịp bắt trong ánh mắt xuất hiện một mặt lạnh lẽo. Suy suy. Trả lời ta vấn đề, nếu không, chết. Màu đỏ tươi tinh tử phun ra. Nói chuyện thời điểm, lạnh băng sát ý từ ở trong thân thể mãnh liệt mà ra. Trong lòng đối không biết sinh vật sợ hãi. Làm những nhân loại này, căn bản không dám lại có nửa điểm chậm trễ. Ta nói, ta nói. Hôm nay là 2017 năm một nguyệt 15 ngày, nhân loại thế giới, tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Không, không đúng, ở năm tháng phía trước, nơi này đã từng phát sinh quá một lần đại chiến, tiêu diệt mấy vạn hạch biến sinh vật nói chuyện chính là cách kéo. Thân thể bị mồ hôi cấp xâm thấu, nói chuyện khi, đồng tử không ngừng co rút lại, tràn đầy sợ hãi cùng hoảng loạn. 2017 năm một nguyệt 15 ngày. Nghe thấy cái này con số, dịp bắt thân thể hơi chút trung lên. Mấy lần gian tiến hóa, hơn nữa không ngừng chiến đấu, khoảng cách vừa mới trọng sinh trở thành một cái tiểu huyết mãn thời điểm, thế nhưng đã ước chừng đi qua một năm thời gian. Bởi vì, một năm phía trước, dịp bắt ở Đại Tây Dương mặt trên phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, đúng là 2016 năm một nguyệt 15. Cũng không biết cổ nguyệt ở huyết nguyệt dưới sự bảo vệ, hiện tại là tình huống như thế nào. Còn có, liền tính Diệp Sơn lại phát rồ, cũng sẽ không đối cha mẹ xuống tay đi. Mặt khác, thuộc về chính mình đồ vật, cũng là thời điểm nên toàn bộ lấy về tới. Nghĩ vậy nhi, Diệp bắt trên người sát ý, càng thêm điên cuồng mãnh liệt, hắn cảm giác thời cơ đã càng ngày càng thành thục. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Suy suy. Diệp bắt tiếp tục hỏi đến. Nói chuyện khi, chắc gao nhìn chằm chằm này bảy người. Phía trước cùng nhân loại từng có quá nhiều lần va chạm, mỗi một lần, nhân loại đều sẽ chơi tẩn thủ đoạn, nói thật đối với trước mắt này bảy người, Diệp Bắc đã hạ quyết tâm, chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì dị động, tuyệt đối đương trường cắn nuốt. Chúng ta tới nơi này là thám hiểm, Mỹ quốc chính phủ tuyên bố nhiệm vụ, nếu có thể ở chỗ này tìm được cái này đồ án nói, liền cho chúng ta mỗi người 100 vạn Mỹ Kim, đồng thời rất nhiều thế lực cũng đều tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, phía trước nơi này phát sinh quá một lần thật lớn hỏa hoạn, hết thảy đều thiêu hủy, nếu có thể đủ may mắn ở chỗ này phát hiện điểm gì đó lời nói, đều có thể đổi lấy đại lượng tiền tệ. Nói lời này chính là tư đặc. Trên người cơ bắp thực trắng chắc. Nhưng, đối mặt trước mắt này mới một mét trường màu ngân bạch con rắn nhỏ, hắn có chỉ còn lại có sợ hãi, nháy mắt trở thành tiểu đội trung nhất túng người, nói chuyện đồng thời, chạy nhanh từ ba lô trung tìm ra một trương giấy, mở ra, phóng tới diệp bắt phía trước. Nhiệm vụ. Xem ra những nhân loại này nhóm vẫn là đối nơi này có lớn lao chờ mong a à. Ân. Ừ. Nhưng là, đương diệp bắt lực chú ý tập trung ở tư đặt cầm kia tờ giấy thượng sau hai mắt lại là đột nhiên trừng ác ma chi mắt trên giấy họa đúng là ác ma chi mắt bất quá ác ma chi mắt vị trí mễ quốc có thể ở trong sa mạc kiến tạo căn cứ khẳng định có cụ thể định vị sao có thể tuyên bố như vậy nhiệm vụ chẳng lẽ ở chính mình mở ra gian tiến hóa thời điểm này trong sa mạc lại đã xảy ra sự tình gì diệp bắt nghiêm túc suy tư nhưng là những nhân loại này căn bản không thành thật a à. Thấy Diệp Bắc không nói chuyện, trong đó một người đội viên, tay đặt ở túi trung, đã lặng lẽ đem vệ tinh thông tin di động cấp mở ra, muốn đem tình huống nơi này truyền lại đi ra ngoài. Trên trán toát ra đậu đại mồ hôi. Ánh mắt có vẻ có chút hoảng loạn. Rõ ràng đối Diệp Bắc phi thường sợ hãi, nhưng là vẫn như cũ làm như vậy. Có người đầu tiên, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Không đến 10 giây, Diệp Bắc liền phát hiện, này bảy người toàn bộ đều tại tìm cách cùng ngoại giới lấy được liên tục, nếu cho bọn hắn cũng đủ cường đại vũ khí khẳng định phải đối dịp bắt tiến hành công kích các ngươi muốn đem tình huống nơi này hội báo đi ra ngoài sao nhân loại thật đúng là kỳ quá sinh vật a à, không biết ta là nên bội phục loại này cầu sinh dục vọng hay là nên khinh bỉ các ngươi loại này tự cho là hết thảy đều ở khống chế trung ý tưởng suy suy diệp bắt phun tin tử rốt cuộc mở miệng không không có chúng ta cái gì đều không có làm thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta đúng vậy đối ngươi hỏi cái gì chúng ta phải trả lời cái gì Nghe được Diệp bắt nói, những người này lập tức hoảng loạn, chạy nhanh làm sáng tỏ, thân thể càng là ra sức lui về phía sau, ánh mắt đã sớm đưa bọn họ hoàn toàn bán đứng, kỹ thuật diễn vô cùng vụng về. Đúng không? Ta đây trực tiếp nói cho các ngươi đi, các ngươi không phải muốn ở chỗ này tìm những cái đó biến dị giả thú sao? Ngượng ngùng, ta chính là trong đó một cái. Cũng không phải các ngươi suy nghĩ ngoại tinh nhân. Diệp bắt tiếp tục nói. Cái gì? Tư đặc, còn có mặt khác sáu người sau khi nghe xong, vốn dĩ vô cùng sợ hãi bọn họ, hai mắt đột nhiên đột nhiên trừng, sau đó ánh mắt sợ hãi toàn bộ tiêu tán, thay thế chính là hưng phấn. Ha ha ha! Thật tốt quá, rốt cuộc phát hiện trong truyền thuyết biến dị giả thú. Một cái loại nhỏ biến dị xà. Chỉ cần trảo trở về, bất luận chết sống, chúng ta mỗi người đều có thể đạt được đại lượng Mỹ Kim. Vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, bị ngoại tinh nhân bắt cóc, hiện tại xem ra, hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, chủy thủ, ta chủy thủ đâu. Như vậy một con rắn nhỏ, còn không phải nhẹ nhàng đánh chết đội ngũ trung đám nam nhân kia hưng phấn kêu la. Đến nỗi này đó nữ nhân nhóm, một đám trong ánh mắt lộ ra tham lam tươi cười. Con rắn nhỏ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đúng đúng, lại nói tiếp ta còn chưa từng có ăn qua biến dị xà thịt, này xà thoạt nhìn quá tán, hơn nữa bọn họ cũng nói, chỉ cần lộng tới gian là được, đến lúc đó đem này xà băm thành mảnh nhỏ, có thể phân rất nhiều lần buôn bán, còn có thể làm được ra. Ta nhưng thật ra cảm thấy băm thành thịt nát, ấn thắt tới tính kiếm được càng nhiều. Nhìn dịp bắt thời điểm, liền phản phất nhìn mỏ vàng giống nhau, nhưng là các nàng muốn thông minh không ít, đứng ở mặt sau, chờ đợi này đó các nam nhân đi trước động thủ, chỉ là các nàng trong miệng lại là chút nào không nhàn rỗi, một đám nói như thế nói, ác độc lên quả thực đáng sợ. Thật đúng là tìm chết. Diệp bắt trên người sát ý lại lần nữa bạo tăng. Nói chuyện chi gian, không chút khách khí hướng tới đằng trước một người nam nhân trên người vọt qua đi. Chương 266, tuyên cáo cường thế trở về. Vèo. Diệp bắt tốc độ quá nhanh hướng tới một người thám hiểm đội viên tiến lên thời điểm, miệng trực tiếp mở ra. Đồng thời, đương tới gần lúc sau, thân thể nhanh chóng tăng đại. Răng rắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, khoảng cách diệp bắt gần nhất một người nam nhân, đã bị hắn cấp một mụn cắn đi xuống, phát ra răng rắc thanh âm. Thân thể tại đây một khắc, biến thành 5 mét trường. Cục cục. Thân thể cơ bắp không ngừng co rút lại, cục cục trung động, tên kia bị cắn trung nam nhân, nhanh chóng bị diệp bắt cấp nuốt vào, trở thành một cổ năng lượng thể tốc độ thật sự là quá nhanh. Đương một màn này phát sinh sau, còn sống sáu gã nhân loại, đương trường đã bị dọa mắt choáng váng. Trầm. Thân thể đứng thẳng không xong, một đám xôn xao ngã xuống trên mặt đất. Từ thiên đường nháy mắt rớt đến địa ngục. Từ mừng rỡ như điên đến nháy mắt tuyệt vọng. Hoàn toàn bất đồng cảm xúc tương phản, làm này dư lại sáu người, trong mắt bên trong đều trở nên đỏ bừng lên. Ăn, ăn người. Vừa rồi giống như còn biến đại, sao có thể? Phía trước tư liệu mặt trên, căn bản là không có nói đến quá a à. gạt người đi hỗn đảng tư đặt cách kéo ở rống giận trong tay máy truyền tin vừa rồi trên thực tế đã liên nhận được vệ tinh đem bên này phát sinh sự tình nhanh chóng thông qua thanh âm truyền lại trở về chỉ là bọn họ có thể làm được cũng chỉ có này đó trống dịp bắt động thân thể phi thường tiểu nhưng là một khi xuất hiện ở nào đó nhân loại phía trước sau hóa hình năng lực liền sẽ điên cuồng bày ra bộ phận thân thể biến đại răng rắc răng rắc răng rắc. Cục cục. Một chi thám hiểm đội, bảy tên nhân loại, không đến ba giây đồng hồ, đó là bị diệp bắt toàn bộ đều cấp cắn nuốt. Tháp tháp. Khóe miệng màu đỏ tươi máu, tháp tháp dừng ở sa mạc đất khô càng thường. Nhìn quanh bốn phía hoang vắng. Diệp bắt trong lòng có tân quyết định, tinh thần lực lĩnh vực phóng thích, chuyện thứ nhất chính là cùng Sahara sa mạc dưới nền đất cơ thể sống đại thụ căn cần tiến hành rồi câu thông, đại thụ. Gần nhất này 5 tháng thời gian, ngươi ở sa mạc dưới nền đất sở chứa đựng căn cần đã rất nhiều đi đại khái đến mức nào? Tư tư. Xôn sao? Đương Diệp bắt Tinh thần lực bao trùm, toàn bộ Sahara đại sa mặt dưới nền đất, phía trước dựa theo Diệp Bắc mệnh lệnh ẩn núp lên đại thụ căng cần điên cùng mất máy lên, mỗi một cái căng cần đều giống như máy bơm giống nhau, điên cùng hấp thu sâu nhất tầng nguồn nước, hoang hô nhảy nhót. Phản phất biết ẩn núp thời gian dài như vậy, lập tức nên lại lần nữa bắt đầu tiến hành tác dụng quan hợp. Vương, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn giấu ở sa mạc dưới nền đất, tuy rằng không sinh trưởng ra tới, nhưng là mỗi một phút mỗi một giây đều ở điên cuồng hấp thu sa mạc chỗ sâu nhất nguồn nước nơi này nguồn nước ẩn dấu mấy chục vạn năm vô cùng phong phú đồng thời lấy trăng cần tới sinh sản chế tạo vô số con rối bất quá ở vương ra mệnh lệnh ta trước sau chỉ là ở sa mạc hoàn cảnh trung sinh trưởng trước mắt mới thôi toàn bộ sa mạc hoàn toàn bao trùm này cây cơ thể sống đại thụ lập tức nói bàn bạc tinh thần lực truyền lại đến dịp bắc bên này so với ban đầu thời điểm tinh thần lực đứt quản. Diệp Bắc có thể rõ ràng cảm giác được này cơ thể sống thụ biến hóa. Toàn bộ sa mạc hoàn toàn bao trùm, căng cần sinh sản. Suy. Nghe đến đây, Diệp Bắc hai mắt đột nhiên trừng lớn lên. Nói thật này thật đúng là một cái lệnh người phấn chấn tin tức a. Nhân loại mỗi ngày đều vì sương mù, còn có hoàn cảnh bối rối, đem sa mạc biến thành ốc đảo, đối bọn họ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng là những cái đó thủ cựu phái rồi lại vẫn luôn ngăn cản. Hiện tại, xem như cấp toàn nhân loại đưa một phần đại lễ đi. Cơ thể sống đại thụ, ta cho phép ngươi hiện tại toàn bộ sinh trưởng ra tới, đem toàn bộ sa mạc hoàn toàn bao trùm, đồng thời đem này trong sa mạc sinh vật, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ đưa đến ta bên này. Chiếm cứ ở tiêu sa thượng, Diệp Bắc Thanh âm lạnh lùng mệnh lệnh đến. Là. Đã sớm nóng lòng muốn thử cơ thể sống đại thụ, hưng phấn vô cùng. Trăng rắc. Trăng rắc. Ầm ầm ầm. Xôn xao. Ngay sau đó, toàn bộ sa mạc đều kịch liệt chấn động lên. Một con đà điểu cảm nhận được dị thường sau, nhanh chóng chạy như điên. Nhưng là, mặc kệ hắn chạy trốn nơi đâu, chỉ cần là tại đây sa mạc phía trên, liền vô pháp tránh cho, biểu tình hoảng loạn. Xôn sao? Liền ở hắn không hiểu được phát sinh sự tình gì thời điểm, đột nhiên, ở nó dưới chân mặt, đột nhiên vươn tới một cây 10cm thô cây mây, chỉ là trong nháy mắt, liền đem nó cấp cuốn lên, vô pháp chạy thoát. Giác phúc xà. Xa xà. Trắng hổ mang. Thóa xà. Thằng lằn. Con bò cạp nhảy chuột. Cùng với vẫn như cũ ở trong sa mạc thám hiểm nhân loại. Cùng loại tình huống, đồng thời cũng ở này đó sa mạc sinh vật nhóm trên người xuất hiện. Vô số dây đằng phá sa mà ra. Trong đó có dây đằng, nháy mắt biến thành chủ côn, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, trưởng thành che trời đại thụ. Đồng thời này đó dây đằng phản phất có vô cùng cao thâm trí tuệ, phàm là trong đó có dây đằng bắt giữ đến sinh vật nói, liền sẽ không ngừng tiến hành lẫn nhau các phương thức, nhanh chóng tiến hành vận chuyển. Không thể tưởng tượng cơ thể sống thực vật, Bất quá. Hẳn là cùng tử vong rừng rậm có quan hệ, trước kia ở thực nghiệm trên đảo thời điểm, những cái đó cơ thể sống thực vật căn bản không có như vậy cường đại. Suy suy. Diệp bắt hiếp mắt, phun tinh tử, nghiêm túc nhìn chằm chằm liền ở hắn trước mắt xuất hiện một cây cành khô. Cành khô toàn thân đều là màu xanh lục. Vừa mới từ các đất trung xuất hiện khi, chỉ có nhân loại ngón út thô, nhưng là, tiếp theo cái nháy mắt, này cành khô liền bắt đầu điên cùng tăng trưởng, một giây là có thể đủ tăng đại một mét. Dùng 10 giây, liền biến thành 10 m sau đó cành khô mặt trên lại phân ra vô số thật nhỏ cành khô, kết ra lá cây, hơn nửa sinh trưởng vẫn như cũ ở tiếp tục. 200m, 500m, 1000m. Ước chừng sinh trưởng tới rồi 1000m, lá cây sinh trưởng dày đặc trình độ, hiện ra trùy hình, lúc này mới chậm rãi đình chỉ xuống dưới, đầy đủ bảo đảm mỗi một mảnh lá cây đều có thể hấp thu đến ánh mặt trời. Loại này giả mang không chút nào phân rõ phải trái sinh trưởng sinh sản phương thức, thật là đáng sợ thật sự. Thậm chí diệt bắt không chút nghi ngờ nếu chính mình đem tử vong rừng rậm bên trong sở hữu cơ thể sống thực vật, toàn bộ đều cấp dọn đến địa cầu đi lên nói, không dùng được một tháng thời gian, những nhân loại này sẽ toàn bộ bị thực vật khống chế, phía chính mình nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Xích xích. Xôn sao. Diệp bắt chú ý chỉ là một cái. Giờ này khắc này, toàn bộ trên sa mạc, nơi nơi đều phân tán thật lớn thụ côn, giống như cao ốc biêu điên. Chính như phía trước cơ thể sống thụ theo như lời, Sahara đại sa mạc, nháy mắt đã bị hoàn toàn xanh hóa nơi này phát sinh hết thảy thật sự là quá mức đột nhiên, toàn bộ quá trình, không đủ 30 giây, đương lớn như vậy phiến sa mạc, toàn bộ bị xanh hóa, lúc nào cũng có bàn bạc dưỡng khí vì địa cầu chuyển vận khi, hưởng thụ năm tháng an bình các nhân loại, cuối cùng là phát hiện dị thường. Vô tận sợ hãi điên cuồng thổi quét. Không đến 3 phút. Sở hữu quốc gia thủ lĩnh nhóm đều nhận được tin tức. Không đến 5 phút. Toàn thế giới, phàm là có vệ tinh thế lực, cũng sôi nổi biết được Sahara sa mạc biến hóa. Không đến 10 phút toàn cầu trên mạng, giao lưu đàn, các đại diễn đàn, toàn bộ đều bị cư dân mạng nhóm cấp toàn bộ kiếp nổ. Tất cả mọi người biết, đây là đã từng sợ hãi ở tuyên bố cường thế trở về. Chương 267, chúng ta vô kế khả thi, một Mễ quốc, thủ đô. Một cái sinh vật viện nghiên cứu trung, bởi vì là ăn cơm thời gian, hiện tại trước máy tính mặt, cũng chỉ có một người. Người nọ ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục, làn da ngăm đen, ánh mắt vô cùng cực nóng. Bạch 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 đôi tay nhanh chóng gõ bàn phím, mười ngón bay múa. Làm những năm gần đây, Mỹ Quốc kiệt xuất nhất, nhất có tiềm lực, nhất có tài hoa, mới nhất duệ thực vật học gia. Đường Sahara đại sa mạc phát sinh thật lớn hỏa hoạn khi, hắn đó là hướng Mễ Quốc chính phủ, xin nghĩ cách khôi phục trong sa mạc hoàn cảnh, cải thiện ngọn lửa mang đến nghiêm trọng hậu quả, hơn nữa được đến Mễ Quốc đồng ý, điều động một viên vệ tinh sử dụng quyền, làm hắn có thể tùy thời thông qua vệ tinh quan sát đến Sahara đại sa mạc tình huống vì thế hắn trở thành cái thứ nhất phát hiện Sahara đại sa mạc biến hóa nhân loại. Chỉ là, đường máy tính truyền đến Sahara đại sa mạc bị xanh hóa quá trình hoàn chỉnh hình ảnh sau, người nam nhân này không chỉ có không có đem bên kia tình huống cấp hội báo đi ra ngoài, ngược lại hưng phấn tới rồi cực điểm. Nhanh! Lập tức liền phải tỏa định. Kia! Là vương sao! Cỏ bàn phím! Không ngừng đem vệ tinh quay chụp đến hình ảnh tiến hành phóng đại cùng tỏa định. Rốt cuộc, màn ảnh cắt tới rồi một cái màu ngân bạch con rắn nhỏ trên người bùng nhìn đến con rắn nhỏ nháy mắt người này trực tiếp từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên sau đó bùng một chút quỳ gối trên mặt đất cuồng nhiệt thành kính hưng phấn xà xà thần thật là hắn thỉnh xà thần phù hộ ta thanh âm phát run cái trán chạm đất đúng vậy cái này thực vật học gia đúng là mất mát tộc nhân chi nhất cùng loại tình huống đồng thời cũng ở không ít mất mát các tộc nhân bên trong phát sinh bọn họ đối diệp bắt trung tâm vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi Toàn bộ địa cầu thượng, trừ bỏ mất mát các tộc nhân hưng phấn tới cực điểm ngoại, những nhân loại khác hoàn toàn là mặt khác một loại phản ứng. Liền ở vừa rồi, mễ quốc người da đen tổng thống còn ở mở học, thương thảo như thế nào đối Nga tiến hành kinh tế chế tài, bởi vì lập tức liền đến hắn chấp chính kỳ hạn càng ngày càng gần, sẽ có tân tổng thống tới thay thế, cho nên cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bận rộn, cho chính mình vớt đến cũng đủ ít lợi đồng thời, làm chính mình chính trị kiếp sống thoạt nhìn càng thêm lóa mắt một ít. Chỉ là, đương hội nghị đạt tới trên đường người da đen tổng thống đang đứng ở trước đài diễn thuyết thời điểm một người ăn mặc màu đen tây trang sắc mặt hoảng loạn nam nhân làm lơ hội nghị trung những người khác ánh mắt đột nhiên chạy đến hắn bên cạnh ghé vào bên tai nói một câu nói vốn dĩ người da đen tổng thống giờ khắc này rất tưởng quát lớn người này Ân. Ừ. nhưng đưa nghe xong hội nghị nội dung lúc sau hắn sắc mặt lập tức cuồng biến người xác định là thật sự trong miệng gầm nhẹ xác định hỗn đảng sao có thể trong miệng căm giận mắng một câu làm trò đại hội mọi người mặc, người da đen tổng thống trực tiếp phủi tay liền đi. Xôn sao? Chỉ để lại một đống lớn người, đầy mặt mộng bức. Hoa hạ quốc. Tiên sinh, vừa mới được đến tin tức, Sahara đại sa mạc, đã toàn bộ bị xanh hóa, phía trước sở thiêu hủy cơ thể sống đại thụ, toàn diện sống lại, hơn nữa lúc này trực tiếp đem toàn bộ sa mạc hoàn toàn xanh hóa, cực có lực công kích. Một người tình báo nhân viên, cắn răng hội báo. Ngồi ở ghế giữa trước, khi nam nhân khí thế uy nghiêm, vốn là ở nghiêm túc phê duyệt văn kiện, nghe xong lúc sau thân thể đột nhiên rung lên trong tay bút máy ở giấy trên mặt đều để lại một đạo vặn vẹo mực nước dấu vết nga sahara trên sa mặt mặt cơ thể sống đại thụ sống lại phía trước chiến đấu thất bại tổng thống các hạ lúc này đây lúc này đây chúng ta nên như thế nào đi làm một người ăn mặc màu đen tây trang đặc công chạy đến đại đế trước mặt nhanh chóng nói suy đại đế vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh sau khi nghe xong hai mắt suy một tiếng trừng lớn lên khóe miệng cơ bắp điên cuồng run rẩy này đó quốc gia thủ lĩnh, chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Kế tiếp, nước Pháp thủ lĩnh, nghe nói biết được tin tức sau, đương trường từ ghế trên té xuống, bị đưa hướng bệnh viện. Anh quốc thủ tướng biết được tin tức, trực tiếp đương trường sửng sốt, đi qua mười mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Đảo quốc thủ tướng đang ở đi đường, một chân dẫm không, khiếp sợ đồng thời, quăng ngã cái chó ăn cứt. Ấn Độ, Thái Lan, toàn bộ Âu Minh, toàn thế giới thủ lĩnh nhóm, đều ở trước tiên biết. Hơn nửa loại chuyện này, căn bản che giấu không được. Toàn bộ Sahara đại sa mạc, trong nháy mắt biến thành ốc đảo, trở thành cơ thể sống thực vật thiên hạ, tại đây loại tin tức phát đạt thời đại, cái nào quốc gia có thể ngăn cản tin tức lan tràn khuếch tán. Vì thế, toàn thế giới nhân dân, đều hoàn toàn sôi trào lên. Các đại tin tức tập thể, báo chí, tạp chí, phòng phát sóng trực tiếp, toàn bộ đều bắt đầu điên cùng thảo luận khởi chuyện này. Đặc biệt là mễ quốc bên kia, phản ứng tốc độ nhanh nhất, dù sao cũng là được xưng tự do hạng độ tối cao quốc gia, không giống như là hoa hạ quốc, rất nhiều tin tức công ty cần thiết đến nghe theo quốc gia kêu gọi, căn cứ quốc gia ý nguyện tuyên bố tin tức. Địch nhân chưa bao giờ bị tiêu diệt, chúng ta toàn bộ đều bị che mắt, hy vọng chính phủ công bố chân tướng. Mỹ quốc nhật báo. Sahara đại sa mạc trung lại lần nữa xuất hiện cơ thể sống đại thụ, biến dị giả thú vẫn như cũ tồn tại. Mỹ quốc CNN. Chính phủ lén gạt đi hết thảy, bọn họ chính là phía sau màn hung phạm. Mỹ quốc Los Angeles thời báo. Cùng loại với như vậy tiêu đề nhiều đếm không xuể, không thể không nói mễ quốc bên này tin tức tập đoàn nhóm, quá quen thuộc chính mình quốc gia tác phong, thật đúng là đừng nói, và gia báo đạo, thế nhưng đều đoán được Sahara đại sa mạc phát sinh loại chuyện này, là có chính phủ bóng dáng. Tin tức chỉ là dẫn phát rồi bắt đầu. Vệ tinh quá nhiều, quay chụp đến hình ảnh càng là nhiều đếm không xuể, hơn nữa nhân loại trời sinh liền có cực kỳ mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng chia sẻ tinh thần. Trên mạng theo từng trương Sahara đại sa mạc xanh hóa hình ảnh tuyên bố đi lên sau, nhấc lên gợn sóng càng thêm bao la hùng vĩ. Cơ hội mỗi cách một giây, mặt thư mặt trên, đều có mấy trăm bức ảnh bị dán ra tới. Một ngàn nhiều mễ cao to lớn đại thụ. Màu xanh lục dây đằng. Mỗi một mảnh lá cây, đều hiểu rõ mễ trường. Từ thượng mà xuống quan kháng, liên miên không dứt, thậm chí còn có một ít động đồ cũng đã phát đi lên. Này đó đại thụ cành khô ở không gió trạng thái hạ, không ngừng loạn choạng, thật sự chính là sống lại đây, vô cùng quỷ dị, thần bí phàm là về sahara đại sa mạc tình huống tin tức đều sẽ nháy mắt khiến cho toàn thế giới chú ý bởi vì loại tình huống này xuất hiện vì thế càng ngày càng nhiều nhân sâm cùng tiến vào thậm chí có chút chủ bá nhóm cũng không biết từ nơi nào làm tới rồi vệ tinh video bắt đầu ở phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp phân tích sahara đại sa mạc cơ thể sống thực vật chi mê đưa tới trăm vạn khán giả vây xem vô số kề bên đóng cửa báo chí tạp chí lần lượt báo đạo cơ thể sống thực vật sau lại lần nữa sống lại đây mặc thư thượng trước hết tuyên bố ra tới Sahara sa mạc trên ảnh chụp cái kia ID kêu, mất mát chi phong. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cái này ID trực tiếp bạo hỏa. Tuyên bố hình ảnh lúc sau, cái này kêu mất mát chi phong người, càng là không ngừng phát biểu về chính mình cái nhìn. Trong đó một đoạn văn tự phía dưới, trực tiếp khiến cho mấy vạn người tranh luận. Văn tự nội dung như sau. Chương 268, chúng ta vô kế khả thi, 2. Mọi người đều biết, Sahara đại sa mạc là địa cầu thượng cấm địa, nơi đó không có một ngọn cỏ, nơi đó hàng năm sinh mệnh tuyệt tích mà chúng ta nhân loại sở sinh hoạt hoàn cảnh bởi vì thực vật giảm bớt không có lúc nào là không hề gặp đến phá hư địa cầu đều mau thừa nhận không được rất nhiều người đều nói sahara đại sa mạc mặt trên cơ thể sống thực vật là chính phủ làm ra tới điểm này ta kiên quyết phủ định lấy ta tới xem này hẳn là thiên nhiên đối nhân loại ban ân đối chính là ban ân ở hoàn cảnh mỗi ngày đều trở nên càng thêm ác liệt đồng thời sahara đại sa mạc xuất hiện cơ thể sống thực vật đối nhân loại sinh hoạt không chỉ có không có bất luận cái gì ảnh hưởng ngược lại là thay thế được Amazon nguyên thủy rừng rậm, trở thành địa cầu chi phổi, cùng cuộn không ngừng vì nhân loại tạo thành ô nhiễm tiến hành tiến hóa, hơn nữa chế tạo thuần tịnh không khí, dưỡng khí. Cơ thể sống thực vật cũng không phải muốn hủy diệt thế giới, hắn là ở cứu vớt địa cầu, cứu vớt chúng ta nhân loại. Mất mát chi phong liên tục đã phát vài điều mặt thư. Tuy rằng không có gì hành văn đáng nói, nhưng là này đó văn tự, lại là nói được những câu có lý, thâm nhập nhân tâm. Vì thế, nguyên bản ngay từ đầu sợ hãi, kinh hoảng, nguy cấp tứ phía các nhân loại, ở tiếp xúc tới rồi càng nhiều tin tức sau, toàn nhân loại lại biến thành hai cái thật lớn phe phái. Cái thứ nhất phe phái, cảm thấy cần thiết muốn đem Sahara đại sa mạc mặt trên cơ thể sống thực vật hủy diệt, bởi vì tùy ý này sinh sản đi xuống nói, tất nhiên sẽ phá hư địa cầu sinh thái hoàn cảnh, làm địa cầu đi vào tận thế. Cái thứ hai phe phái, còn lại là tùy ý Sahara đại sa mạc mặt trên cơ thể sống thực vật sinh sản, chỉ cần những cái đó cơ thể sống thực vật không bán ra sa mạc phạm vi, liền không đối này tiến hành bất luận cái gì phá hư tính hành vi, lấy này tới làm địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Trong đó, cái thứ hai phe phái vừa xuất hiện, phải tới rồi đại lượng tân duệ nhân tài nhóm duy trì. Thực hiện nhiên, Diệp bắt lúc trước ở mất mát trên đảo thu phục những cái đó dân bản xứ nhóm, đi vào nhân loại thế giới sau, đem người gian cái này từ phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn, này đó mất mát các tộc nhân, nhẹ nhàng bắt đầu dẫn tới toàn nhân loại tư tưởng, hơn nữa làm đệ nhị phe phái người ủng hộ không ngừng bay lên. Đương nhiên, loại này phe phái chi tranh, vĩnh viễn chỉ là ở vào đông đảo học giả, cùng với toàn thế giới dân chúng mà thôi. Các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm. Làm thế giới này khống chế giả, bọn họ biết đến tư liệu quá nhiều, cơ thể sống đại thụ lợi và hại, bọn họ càng là rõ ràng vô cùng. Vì thế, mới vừa kết thúc năm tháng toàn cầu an toàn hội nghị lại lần nữa khẩn cấp triệu khai. Sở hữu quốc gia thủ lĩnh nhóm, toàn bộ đều buông xuống trong tay sự tình, vẻ mặt khói mù ngồi ở trước máy tính mặt. Liên hiệp quốc bí thư lớn lên sắc mặt, càng là xanh mét. Hội nghị bắt đầu. Có năm tháng trước kinh nghiệm, hôm nay một mở màn, liền thẳng đến chủ đề. Liền ở 5 phút phía trước, chúng ta vệ tinh theo dõi tới rồi Sahara đại sa mạc mặt trên biến hóa, thật đáng tiếc nói cho đại gia, 5 tháng trước, chúng ta kế hoạch thất bại. Cơ thể sống thực vật trên thực tế vẫn luôn đều giấu ở sa mạc dưới nền đất, chỉ cần hắn căng cần không có bị hủy rớt, mặc kệ đối ngoại như thế nào hủy diệt, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay một lần nữa sống lại. Liền tính chúng ta sử dụng đạn hạt nhân, cũng là như thế. Liên hiệp quốc bí thư trường trực tiếp mở miệng nói chuyện thanh âm mang theo vài phần bi thương nhân loại thật sự quá nhỏ bé cho tới nay đều đem chính mình làm như là địa cầu thượng bá chủ nhưng là tùy tiện xuất hiện một cái có thể vô hạn sinh sản thực vật là có thể đủ làm cho bọn họ bó tay không biện pháp những cái đó quốc gia thủ lĩnh nhóm tại đây một khắc cũng sôi nổi trầm mặc liền triều tiên loại này vũ trụ siêu cường quốc cũng không dám lại toát ra một tia thanh âm toàn bộ sahara sa mạc đều bị hoàn toàn xanh hóa a so với năm tháng trước cơ thể sống thực vật không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Căn cứ kết hợp các quốc gia được đến tình báo, cơ thể sống thực vật có thể thông qua hạt giống sinh sản, cũng có thể đủ thông qua căn cần tới sinh sản, hơn nữa chỉ cần có cũng đủ nguồn nước, thổ địa, bọn họ là có thể đủ vô hạn tăng trưởng đi xuống. Lấy tình huống hiện tại tới xem, này đó cơ thể sống thực vật, tự hồ càng ham thích với sa mạc hoàn cảnh. Liên hiệp quốc bí thư trường tiếp tục nói. Giờ phút này, người da đen tổng thống ngồi ở trước máy tính mặt, khóe miệng cơ bắp không ngừng run rẩy cơ thể sống thực vật ham thích sa mạc hoàn cảnh. Điểm này, có lẽ hiện tại toàn thế giới đều đã nhận đồng, nhưng là ở hắn xem ra, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lúc trước cơ thể sống thực vật nuôi chính là ở thực nghiệm trên đảo. Nói cách khác, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, cơ thể sống thực vật, thậm chí có thể ở nhân loại cư trú thành thị trung sinh trưởng. Thẳng đến giờ khắc này, người da đen tổng thống mới biết được Tony, tâm tư những cái đó gia hỏa nhóm, rốt cuộc làm ra tới cỡ nào đáng sợ đồ vật. Sử dụng đạn hạt nhân hủy diệt, thực hiển nhiên không hiện thực, hơn nữa, cơ thể sống thực vật, đối trên thế giới sở hữu động vật, đều có thể đủ sinh ra uy hiếp, căn cứ vệ tinh truyền lại trở về tình báo, này đó thực vật dây đằng thậm chí ở có yêu cầu thời điểm, trực tiếp đem động vật thân thể cấp hút khô, chúng nó. Xa so biến dị lũ giả thú càng thêm có uy hiếp tính. Nói nơi này thời điểm, Liên Hiệp Quốc Bí Thư Trường sắc mặt đã trắng bệch. Nhân loại. Thống trị địa cầu mấy ngàn năm, này tuyệt đối là từ trước tới nay lớn nhất nguy cấp. Liền cùng lúc trước khủng long bị hoàn toàn tiêu diệt giống nhau nếu xử lý không tốt làm cơ thể sống thực vật đem địa cầu toàn diện bao trùm đến lúc đó toàn bộ địa cầu sẽ trở lại tiền sử hình thái nếu vũ khí hạt nhân vô pháp đem này hủy diệt nói ngọn lửa cũng vô pháp đem này thiêu hủy khi duy nhất biện pháp chính là chế tạo ra có thể làm thực vật nhanh chóng khô hóa độc tố chỉ cần cơ thể sống thực vật hấp thu hơi nước đã bị độc tố sở ô nhiễm đến lúc đó từ trong ra ngoài đều sẽ hoàn toàn chết đi mễ quốc người da đen tổng thống mở miệng nói chuyện đương nhiên loại này giải quyết phương án cũng không phải là hắn nói ra mà là ở mở họp phía trước, Mỹ quốc thầm nghĩ trung tâm thực vật học gia nhóm cùng nhau phân tích tổng kết ra tới tốt nhất biện pháp. Trong khoảng thời gian này, người da đen tổng thống càng là không ngừng nếm thử liên hệ Tony. Nhưng là từ lần trước sa mạc lửa lớn sự kiện sau, Tony bên kia hoàn toàn liên hệ không thường, thậm chí ngay cả lối vào đều bị hủy diệt, ác ma chi mắt cương môn, căn bản tìm không thấy. Độc tố. Ân. Ảnh hưởng thực vật độc tố. Thật đúng là đừng nói, đưa người da đen tổng thống đưa ra cái này phương án sau, Hiện trường không ít quốc gia thủ lĩnh nhóm, hai mắt đều mở to lên, quát ra tinh quang, biện pháp này tự hồ thật đúng là được không? Địa cầu thượng có thể đem thực vật cấp hoàn toàn lộng khô héo vô pháp mọc ra từ dược vật, vẫn luôn đều rất nhiều a. À? Hội nghị vẫn như cũ ở tiếp tục. Các quốc gia thủ lĩnh nhóm nghiêm túc thảo luận giải quyết phương án. Mà toàn thế giới thực vật học gia nhóm đều ở vào điên cuồng trạng thái, đều ở tìm có thể khống chế cơ thể sống đại thụ biện pháp. Bất quá, liền ở mọi người thảo luận cơ thể sống đại thụ khi, lại một tin tức tại đây loại thời điểm bị bạo ra tới. Toàn cầu an toàn hội nghị trung. Những cái đó thảo luận đến chính kịch liệt quốc gia thủ lĩnh nhóm, nghe được mới nhất tin tức sau, lại một lần toàn thể mộng bức, trong ánh mắt toàn bộ đều bị sợ hãi sợ tràn ngập. Bởi vì, có vệ tinh quay chụp đến ở cơ thể sống đại thủ xuất hiện phía trước, trong sa mạc xuất hiện quá biến dị giả thú. Nói cách khác, hiện tại nhân loại không chỉ có gặp phải cơ thể sống thực vật uy bi hiếp, biến dị giả thú cũng xuất hiện, hơn nữa lấy tình huống hiện tại tới xem, những cái đó biến dị lũ giả thú cùng cơ thể sống thực vật, tự hồ là ở cùng trận doanh. Này kết quả đã có thể nghiêm trọng. Chương 269, chúng ta vô kế khả thi, 3. Toàn cầu an toàn hội nghị trung, một người đặt công truyền lại lại đây một đoạn video ngắn. Ảnh chụp phi thường rõ ràng. Trời xanh mây trắng, bị ngọn lửa bỏng cháy, hiện tại hiện ra màu đen sa mạc. Một cái màu ngân bạch con rắn nhỏ đột nhiên trống rỗng xuất hiện, vừa lúc gặp một con mễ quốc thám hiểm tiểu đội. Video có chút lắc lư. Trong đó, này con rắn nhỏ cùng tự hồ đang ở cùng này chi thám hiểm đội nói chuyện. Nhân loại, hiện tại là cái gì thời gian? Còn có, các ngươi nhân loại thế giới, trước mắt là tình huống như thế nào? Video trung, màu ngân bạch con rắn nhỏ phun màu đỏ tươi tinh tử, thanh âm khàn khàn, trầm thấp, lạnh băng đến cực điểm. Mà kia thám hiểm đội các thành viên sau khi nghe xong, toàn bộ đều lớn tiếng gần như lên. Video còn ở tiếp tục. Màu ngân bạch con rắn nhỏ, đột nhiên bộ phận thân hình biến đại nhẹ nhàng đem này chi thám hiểm đội sở hữu các thành viên toàn bộ cắn nuốt. Hình ảnh hoàn toàn tới. Sau đó phòng họp trung trên màn hình lớn lại xuất hiện một đoạn tương đối mơ hồ video, cắn nuốt trước khi chi thám hiểm đội thành viên sau, màu ngân bạch con rắn nhỏ chiếm cứ ở trên sa mạc không có bất luận cái gì động tác. Nhưng là thực mau, toàn bộ sa mạc liền bắt đầu chấn động lên. Cơ thể sống đại thụ điên cuồng bùng nổ. Cuối cùng cơ thể sống đại thụ đem toàn bộ Sahara đại sa mạc hoàn toàn bao trùm, vệ tinh chỉ có thể quay chụp đến liên miên không dứt ốc đảo sau video mới hoàn toàn kết thúc. Hô hô. Phòng họp trung, này đó quốc gia thủ lĩnh nhóm, mồm to hô hấp. Video không phải rất dài, nhưng là để lộ ra tới tin tức, lại là vô cùng khổng lồ. Này xà có thể nói. Hơn nữa vẫn là thuần khiết tiếng Anh. Đầu tiên phục hồi tinh thần lại chính là Liên Hiệp Quốc Bí Thư Trường, này đoạn video, hắn cũng là hiện tại mới nhìn đến, trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới. Không, không, nói chuyện vẫn là tiếp theo, chẳng lẽ các vị đều không có nhìn đến sao? vốn dĩ này màu bạc con rắn nhỏ căn bản không phải rất lớn nhưng là ở cắn nuốt nhân loại thời điểm thân thể bộ phận thế nhưng có thể nháy mắt tăng đại cắn nuốt xong sau lại có thể khôi phục nguyên trạng đạo quốc thủ tướng sắc mặt phát thanh nói chuyện khi trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi chỉ có ta chú ý tới sao đương này màu ngân bạch con rắn nhỏ xuất hiện cắn nuốt nhân loại sau sau đó cơ thể sống đại thụ lúc này mới sinh trưởng ra tới hơn nữa từ đầu đến cuối này màu ngân bạch con rắn nhỏ đều chiếm cứ tại chỗ không có bất luận cái gì nhúc nhích tự hồ đối sa mạc chấn động, đột nhiên toát ra tới cơ thể sống đại thụ không có bất luận cái gì khiếp sợ cùng hoảng loạn, nếu nói này hết thảy chỉ là trùng hợp nói, ta nhưng không muốn tin tưởng. Anh quốc thủ tướng hiếp mắt, nói chuyện thời điểm, trong đầu không ngừng toát ra các loại ý tưởng. Tư tế cấp khủng. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Này màu ngân bạch con rắn nhỏ là như thế nào xuất hiện? Trước kia đại tây dương mặt trên những cái đó biến dị giả thú trung căn bản không có phát hiện loại này loại hình xà, chẳng lẽ là tân giống loài? Hoặc là nói, cơ thể sống thực vật, biến dị giả thú, bản thân chính là ngoại tinh sinh mệnh. Cây gậy quốc thủ lĩnh cũng mở miệng. Liền tính là làm vĩ đại nhất quốc gia, loại này thời điểm, hắn cũng không dám nói cơ thể sống thực vật, biến dị giả thú đều có Hàn Quốc huyết mạch. Loại này thời điểm, chỉ có mễ quốc người da đen tổng thống, sắc mặt càng ngày càng khói mù. Không biết giống loài, màu ngân bạch con rắn nhỏ. Cơ thể sống thực vật. Dựa theo đạo lý tới nói, Tony nơi viện nghiên cứu, không nên chế tạo ra loại này cường đại sinh vật mới đúng đặc biệt là biến dị giả thú, quá vượt qua dự kiến. Nghe được cây gậy quốc thủ lĩnh nói, người da đen tổng thống trái tim đều mau nhảy ra tới. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái đáng sợ sự tình, đã từng ở trên địa cầu xuất hiện qua một cái khác văn minh. Thần thú văn minh. Chẳng lẽ, thần thú văn minh lúc trước cũng không có diệt sạch, mà là tàn tới rồi vũ trụ bên trong, hiện tại lại về rồi. Các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm, đều có bất đồng ý tưởng. Trận này hội nghị, tại đây loại thời điểm, không khí trở nên phi thường kỳ quái tiểu quốc gia thủ lĩnh nhóm nghị luận không ngừng, hơi chút có điểm thực lực đại quốc thủ lĩnh nhóm, đều là vẫn duy trì trầm mặt, một câu đều không nói. Bởi vì, chỉ cần là từ hiện tại xuất hiện tình huống tới xem. Đứng ở địa cầu đỉnh cao nhất, được xưng địa cầu chúa tể nhân loại. Thế nhưng đối mặt biến dị giả thú cùng thực vật biến dị thời điểm, vô kế khả thi. Trên thực tế này đoạn video, không ngừng là ở phòng họp trung xuất hiện. Càng là ở toàn cầu trong phạm vi điên cuồng truyền lưu. Phía trước nửa đoạn video, là cách kéo bọn hắn kia chi thám hiểm đội trộm quay chụp xuống dưới. Mặt sau mơ hồ bộ phận, là vệ tinh quay chụp. Hai đoạn video, người khác hợp thành ở bên nhau. Ngắn ngủn một phút thời gian, toàn cầu trên mạng, chuyển phát lượng vượt qua 100 vạn thứ, hơn nữa còn ở điên cùng chuyển phát. Mà lần này, toàn các nhân loại, đối với biến dị giả thú cùng cơ thể sống thực vật cường đại, lại một loại càng thêm trực quan nhận thức. Đương toàn nhân loại đều ở thảo luận Sahara trên sa mạc mặt tình huống khi. Giờ phút này, Diệp Bắc chiếm cứ ở cơ thể sống đại thụ trung tâm chủ công hạ. Hô hô. Khổng lồ tinh thần lực, hô hô từ hắn ở trong thân thể phóng xuất ra tới. 100 km trong phạm vi lĩnh vực năng lực, chỉ là nháy mắt, liền phát hiện viện nghiên cứu vị trí. Nhập khẩu tuy rằng đã sớm bị bom cấp vùi lấp, nhưng là xác định cụ thể vị trí lúc sau. Diệp Bắc chính là một chút đều không chần chờ, trực tiếp dùng tinh thần lực mệnh lệnh đi lên cơ thể sống đại thụ, từ vị trí này, cho ta làm ra một cái 2.300 mễ thâm thông đạo, hiện tại liền bắt đầu xôn sao, Thanh âm rơi xuống, thần kỳ một màn xuất hiện, được đến dịp bắt mệnh lệnh, một trăm nhiều căn cơ thể sống đại thụ dây đằng lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, hiện ra một cái cái dùi hình dạng, sau đó nhắm ngay dịp bắt sở chỉ vị trí, cây mây xôn sao ngược hướng sinh trưởng lên. Một trăm mét, một nghìn mét, hai ngàn mễ, hai ngàn sáu trăm mễ, gần chỉ là hoa không đến ba mươi kim dây, này căn cây mây liền thâm nhập hai ngàn sáu trăm mễ, sau đó cây mây nhanh chóng thu hồi, cố định ở huyệt động chung quanh, phòng ngừa bờ cát sẽ lại lưu động đi vào, vô cùng nhẹ nhàng tại đây trên sa mạc, làm ra một cái đường kính 2 mét lớn lên thông đạo. Phía dưới viện nghiên cứu. Gần nhất này 5 tháng thời gian, biến dị con khỉ nhóm cùng nhân loại ở chung đến phi thường hòa hợp. Hơn nữa, ở thành phẩm tiến hóa dược tề hạ, cơ hồ sở hữu biến dị lũ giả thú, đều hấp thụ những nhân loại này nhóm tri thức. 5 tháng thời gian lúc sau, sở hữu biến dị giả thú, đều học xong tiếng Anh. Liền tính dây thanh bất đồng, cũng có thể đủ đại khái phát ra không sai biệt lắm ý tứ tới thành phẩm tiến hóa dược tề nghiên cứu càng là chỉ kém một bước ầm 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 chỉ là liền ở nhân loại cùng biến dị con khỉ nhóm tiến hành cuối cùng hạng nhất thực nghiệm khi đột nhiên toàn bộ viện nghiên cứu đều ầm 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 lắc lư lên sao lại thế này một con biến dị con khỉ đương trường nhảy dựng lên chẳng lẽ nhân loại tiến công kim sư tử trong ánh mắt phát ra ra sát ý tự hồ là ở chờ mong nhân loại tiến công rõ ràng chúng ta đã đem nhập khẩu cấp tạc hủy ai còn có thể tiến vào suy suy Vương văn phung tinh tử. Bất quá, loại này kịch liệt chấn động, mặc kệ là chuyện như thế nào, như cũ làm vương văn, kim sư tử, còn có viện nghiên cứu bên trong các nhân loại sinh ra thật lớn sợ hãi. Nhân loại, kim sư tử, vương văn, biến dị con kỹ nhóm. Ta, đã trở lại. Bất quá, liền ở bọn họ trái tim gia tốt nhảy lên thời điểm, dịp bắt thanh âm, đột nhiên ở bọn họ trong đầu vang vọng lên. Chương 270, toàn nhân loại lớn nhất phản đồ. Sahara Đại Sa Mạc, trung tâm khu vực cơ thể sống thực vật cây mây, ở chỗ này thăng vào một cái hình tròn, đường kính 2 m thâm 2.600 mễ huyệt động. Hơn nữa, đường này động hình thành lúc sau, một cái màu xanh lục dây đằng, phi thường trực tiếp hướng tới dịp bắc bên này duỗi lại đây, đường dịp bắc quấn quanh ở cây mây mặt trên, ngay sau đó, cây mây đó là bắt đầu nhanh chóng hướng tới huyệt động chỗ sâu trong di động. Huyệt động rất sâu. Nhưng, bên trong lại là một chút đều không có vẻ âm u. Cơ thể sống thực vật sở có được trời sinh năng lực, viễn siêu diệt bắt tưởng tượng hấp thu trong sa mạc một ít khoáng vật chất nguyên tố, trong đó liền có rất nhiều huỳnh quang phấn. Vì thế huyệt động trung những cái đó thực vật mặt ngoài, toàn bộ đều phân bố ra tới đại lượng huỳnh quang phấn, bên trong thoạt nhìn vô cùng sáng ngời. Nhân loại tận sức phát triển công nghệ cao, ý đồ dùng khoa học kỹ thuật tới thống trị thế giới. Hơn nửa điểm này, cũng được đến dịp bắt tương đối lớn nhận đồng. Bất quá hiện tại, dịp bắt ở hướng tới viện nghiên cứu đi tới thời điểm, trong đầu rồi lại có mặt khác ý tưởng. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, muốn ở trong sa mạc chui ra một cái 2.600 thâm, đường kính 2 mét, hơn nữa cũng cố huyệt động, ít nhất yêu cầu một tháng trở lên thời gian. Mà sống thể đại thụ mới tiêu phí mấy giây. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật. Chế tạo hình quang phấn, làm hắc ám chỗ đều đều xuất hiện ánh sáng, tuyệt đối là hạng nhất đại công trình, nhưng đối cơ thể sống đại thụ mà nói, chỉ là ngay lập tức chi gian thôi. Khoa học kỹ thuật muốn phát triển. Tự thân thực lực cũng muốn không ngừng tăng lên. Tuyệt đối không thể như là nhân loại như vậy, phát minh khoa học kỹ thuật chính yếu nguyên nhân chính là làm chính mình lười biếng làm tự thân tố chất không ngừng thoái hóa thậm chí liền lộ đều không muốn đi mấy trăm mẻ xa liền dùng xe thay đi bộ không chỉ có không có phát hiện tệ đoan ngược lại còn coi đây là tự hào tùy ý khoe ra một nghìn mét hai ngàn mẻ. có cơ thể sống thụ đằng trợ giúp giảm xuống tốc độ bay nhanh không đến 5 giây liền ước chừng giảm xuống hai ngàn mẻ. viện nghiên cứu nội đương diệp bắt thanh âm ở đại gia trong đầu vang vọng lúc sau bọn họ biểu tình, cấp tốc biến hóa. Tony sắc mặt vốn là thực bình thường, nháy mắt liền trở nên trắng bệch, năm tháng thời gian. Từ lần trước Sahara đại sa mặt ngọn lửa sau khi xuất hiện, dịp bắt liền biến mất, năm tháng sau lại xuất hiện. Những nhân loại này nhóm. Thân thể điên cuồng rung rẩy, đối biến dị giả thú, bọn họ thực sợ hãi, nhưng là dịp bắt nói, đối bọn họ mà nói, khi tuyệt đối là ác mộng giống nhau tồn tại, một lời không hợp nói ăn người liền ăn người. Nhưng là vương văn, kim sư tử, xuân hoa thu nguyệt, tìm hoang mua vui, còn có biến dị con khỉ nhóm, hơi chút sửng sốt sau, lại là hưng phấn đến cực điểm. Vương, là vương thanh âm. Trống. Hơi hơi há mồm, phát ra gầm nhẹ thanh âm tiếng Anh, vô cùng kích động, trong khoảng thời gian này không có dịp bắt mệnh lệnh, bọn họ vẫn luôn là ăn những nhân loại này ở viện nghiên cứu nội sử dụng khoa học kỹ thuật làm ra tới hợp thành lên men đồ ăn, đã sớm nghẹn khuất đã chết. Hiện tại vương xuất hiện, đối kim sư tử mà nói, này liền ý nghĩa không dùng được bao lâu liền có thể rời đi cái này, đi ra ngoài nhân loại thế giới, bắt đầu đại sát đặc sát điên cuồng cắn nuốt. Vương cuối cùng là đã trở lại, ta có thể cảm giác được, 5 tháng thời gian, vương thực lực lại gia tăng rồi vô số lần. Suy suy. Vương văn phung tin tử. Phòng thí nghiệm, trong đại sảnh. Bọn họ cảm xúc các không giống nhau, bất quá đều ở kiên nhẫn chờ đợi. ầm ầm ầm. 10 giây lúc sau, đột nhiên phòng thí nghiệm một khối tương đối trống trải vị trí vách tường, phát ra ầm 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 thanh âm, ngay sau đó, trên vách tường xuất hiện một cái động lớn, màu ngân bạch thân hình diệp bắt, trực tiếp xuất hiện ở đại gia phía trước. Chỉ là, đương dịp bắt xuất hiện lúc sau, nhân loại, biến dị giả thú, toàn bộ đều đương trường sửng sốt. Năm tháng trước, dịp bắt chính là đen nhánh sắc A. Như thế nào hiện tại liền nhan sắc đều thay đổi. Bất quá, lời nói lại nói trở về, hiện tại dịp bắt thoạt nhìn so với phía trước cần phải thấy được cùng khóc rất nhiều. Vương. 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 Kim sư tử, vương văn, biến dị lũ giả thú, hơi chút sửng sốt sau, đồng thời hô, thanh âm rất lớn đinh tai nhức óc. Tony khóe miệng cơ bắp không ngừng run rẩy. Ánh mắt cắt giao nhìn chầm chầm Diệp Bắc, có lẽ là bị phòng thí nghiệm loại này đinh tai nhất ốc thanh âm cấp ảnh hưởng tới rồi, trong miệng của hắn cũng không tự giác hô lên. Xà, xà thần. Xà thần. Xà thần. Viện nghiên cứu bên trong các nhân loại, cũng bắt đầu chỉnh tề kêu. Bá bá bá. Diệp Bắc nhất nhất từ bọn họ trên người đảo qua, chính mình này năm tháng tới biến cường quá nhiều, nhưng là này ngầm viện nghiên cứu tài nguyên hữu hạn biến dị lũ giả thú ở không có đủ đồ ăn hạ không có tiếp tục sinh sản, thân thể tố chất phương diện cũng không có như thế nào tăng lên. Bất quá có một chút nhưng thật ra cũng không tệ lắm, phía trước có không ít tuổi nhỏ biến dị giả thú, trải qua 5 tháng thời gian, bọn họ toàn bộ trở thành thành niên thân hình. Ừ, nếu không tồi nói, nhân loại khẳng định đã lại lần nữa chú ý tới Sahara đại sa mạc, liền ở vừa rồi, ta đem toàn bộ sa mạc hoàn toàn biến thành ốc đảo, lúc này đây, cũng là thời điểm nên bắt đầu biểu thị công khai biến dị lũ giả thú thực lực, ba ngày lúc sau, chúng ta qua sông tứ đại dương, thẳng vào nhân loại thế giới suy suy dịp bắt đem tình huống nơi này xem xong phung tinh tử lạnh lùng nói trống kim sư tử sau khi nghe xong thân thể tại đây một chút đều hưng phấn đến run rẩy lên trong miệng bột phát ra gầm nhẹ thật tốt quá vương chờ đợi ngày này ta đã chờ lâu lắm ha ha ta muốn ăn sạch tất cả nhân loại gia hỏa này đồng thời cũng là không chút nào che giấu nội tâm ý tưởng ba ngày thời gian vậy là đủ rồi thượng một lần nhân loại phóng như vậy đại ngọn lửa hoàn toàn chính là muốn đem chúng ta biến dị giả thú toàn bộ đều cấp giết chết, thù này, chúng ta cần thiết đến báo. Xuy suy. Vương Văn trong ánh mắt lộ ra hung quang, màu đỏ tươi tinh tử phun ra, bộ dáng thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Ta nhất không nghĩ ra chính là những nhân loại này. Trước kia chúng ta ở thực nghiệm trên đảo hảo hảo mang theo thời điểm, luôn là muốn chủ động tới ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt, thậm chí còn đem toàn bộ thực nghiệm đảo cấp hủy diệt. Nhất đáng giận chính là, lúc trước dùng chúng ta làm các loại thực nghiệm, nhân loại, đích xác đáng chết một con đang ở làm thực nghiệm, cầm ống nghiệm biến dị con khỉ, nghe răng trợn mắt, thanh âm cũng là hung tợn. Sát. Giết sạch nhân loại. Ha ha, ta muốn ăn, ăn ăn ăn. Giết chết bọn họ. Sau đó, toàn bộ viện nghiên cứu nội, những cái đó biến dị lũ giả thú toàn bộ sôi trào lên, như vậy thanh âm tùy ý tràn ngập. Mà những cái đó nguyên bản viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu nhân viên, còn có Tony, bị loại này đáng sợ khí thế đều cấp sợ tới mức không rõ. Đặc biệt là Tony trong ánh mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Bị biến dị giả thú tù binh, còn muốn dạy bọn họ tri thức. Hiện tại này đó biến dị lũ giả thú, lập tức liền phải đối nhân loại khởi xướng tiến công, mà hắn Tony trực tiếp trở thành toàn nhân loại lớn nhất phản đồ. Toàn bộ viện nghiên cứu bên trong nhân loại, đều là đồng lõa. Này kết quả, thật sự là quá khó có thể tiếp thu. Nghĩ vậy nhi, Tony rốt cuộc nhịn không được, làm lơ chung quanh kia ngập trời sát ý, chủ động mở miệng nói chuyện lên.